Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhận định thời sự cùng với bình luận gia Lý Đại Quyên. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào bình luận gia Lý Đại Quyên và mời ông gửi lời chào chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thôi. Kính cảm ơn Cao Minh Hưng, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta phải nói là trong chương trình Nhận định thời sự lần này bước ngay vào một cái thời sự, cái tin tức có thể nói là lu mờ tất cả những cái sự kiện, những cái tin tức đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta bước ngay vào cái hồ sơ Panama. Kính thưa quý vị, thì cái sự kiện này đã được tất cả những cái báo chí trên khắp nơi, trên thế giới đưa tin. Thì cái tin tức này có liên quan đến rất là nhiều cái hồ sơ. Người ta nói là cái hồ sơ Panama này đã liên quan đến vụ rửa tiền và nó liên quan đến rất là nhiều quốc gia, những cái nguyên thủ trên thế giới. Kính thưa bình luận gia Lý Đại Quyên, cái việc này nó nổ ra rất là lớn và ngay thời điểm này. Tại sao nó lại nổ ra ngay thời điểm này thưa ông? Vâng, cái việc này là một việc lớn. Tôi cho rằng đối với tôi, đối với tôi á, nó còn hơn nguyên tử nổ nhiều lắm. Nó đánh vào uy tín của các anh lãnh tụ. Mà cái anh vẫn khoe là các anh là vì dân, vì nước, vì đủ thứ hết ấy, mà trong sạch như Tập Cận Bình đập hố diệt ruồi, nghĩa là không tham nhũng. Thế mà anh lồi ra, lại có tiền để làm lập cái công ty để giữ tiền cho các anh ở những nơi, những cái quốc gia mà ta gọi là thiên đàng thuế, tức là miễn thuế. Đó là vấn đề đặt ra, nó nặng lắm. Làm mất uy tín tất cả các anh ấy. Và nó thành lập công ty mà luật của Obama, tức là Obama là từ Moses Francisca. Ông có thể sơ lược cái điều tra nó bắt đầu từ khúc nào và cái tại sao nó lại bây giờ bởi vì đây tôi nghĩ thì nó quen thuộc tôi quá. Bởi vì hích đích thực là trong cái thời điểm mà chúng ta phải nói năm trước đó, quyền lực của Hoa Kỳ nó cộng với chính phủ Hoa Kỳ nó trở thành một cái quyền lực siêu quyền lực, thì họ áp dụng một cái chiến pháp nuôi rồi diệt. Tức là nuôi những cái thành phần nào đó cần phải sử dụng trong giai đoạn đó, nuôi. Và khi anh nuôi anh lớn lên rồi đó, anh chống lại tôi, anh phản lại cái đường của tôi diệt. Đây là cái kế hoạch của, thì thế này nghe quen quen quá. Nuôi rồi diệt. Đến lúc nuôi mà lúc diệt thì cần phải diệt. Đấy là công việc thứ nhất. Lần trước ta nói về cái siêu quyền lực thành lập đấy, tôi không nói, tôi cũng nói cũng là tìm cũng chưa đúng lắm. Vì đích thực ra họ thành lập vào cái 1913. Quốc hội Hoa Kỳ họ ra cái đạo luật cho phép thành lập công ty gọi là cái Fed đó, tức là cái quỹ dân bang vào ngày 25 ngày 23 tháng 12 năm 1913 và nó được chính thức thực hiện ngày 25 tháng 10 năm 14. Tức là cái thời gian nó xuất hiện. Thì đấy là một cái việc của siêu quyền lực nó hợp tác với chính phủ Mỹ. Thì vấn đề đặt ra nó đi vào chiến thứ nhất và chiến hành trên thứ hai và để đi xuất xuất xuất. Thì còn chính phủ thì họ bên này họ thành lập. Thì cái siêu quyền lực nó là tai mắt của chính phủ Mỹ ở khắp thế giới. Nhưng mà sau đến thập kỷ 50 đó, thì ông John Ford Dulles đang ngoại trưởng của ông thời kỳ của ông Eisenhower, ông thành lập CIA, tức là cơ quan điều tra liên bang để làm tai mắt cho chính phủ. Thì hai cái thế lực đó nó hợp tác với nhau, nó đi vào cái kế hoạch mà nó gọi là xuyên suốt từ thời đó đến từ thời đó là nuôi và diệt. Có hai mình trở lại với vấn đề hồ sơ Panama thì chúng ta thấy nó liên quan rất là nhiều, ngay cả những nước Trung Cộng nó cũng có những thành 8 thành phố ở Trung Cộng, cũng như là từ ở Nga cũng có liên quan đến những người liên hệ với tổng thống Putin. Thì một cái tổ chức như vậy và nó liên quan những hệ thống khủng bố nữa thì tất nhiên là CIA họ sẽ biết những vấn đề này. Tại sao đến ngày hôm nay họ mới phanh phui ra, và khi mà họ hoạt động như vậy làm sao có một cái thế lực phía sau mà họ che đậy những việc đó thưa ông? Vâng, tôi vừa nói đó. Là đây phải có cái sự hợp tác của nhà băng, tức là siêu quyền lực của nước Hoa Kỳ, và CIA có bàn tay vào đó. Về CIA là tấn thời ông Reagan á, thì họ không cho phép đi đảo chính nữa, chỉ cho đi mà điều tra thôi. Họ phải làm những việc như vậy. Tức là tôi cho rằng công ty mà nó thành lập Panama đó là công ty có bàn tay của CIA.
họ thành lập ra và được che chắn bằng các nhà băng. Âu Châu, tất cả nhà băng Âu Châu được che chắn. Nó phải trở thành một cái lực lượng ghê gớm như vậy. Nó thành lập được như vậy, các công ty cho các anh chuyển tiền đó là 15.000 năm, trên 15.500 cái công ty. Anh thành lập ra công ty của các anh gửi tiền, anh rửa tiền. Như vậy thì nó phải ghê gớm lắm. Nó phải có một sự hậu thuẫn lớn lao lắm của quốc tế mới làm nổi. Vậy thì chúng tôi nghĩ rằng, tôi quen thuộc thôi, cái đầu của tôi nghĩ hay thế thôi. Nó phải có thế lực siêu quyền lực Hoa Kỳ. Và trong đó dứt khoát là có bàn tay của CIA. Và cái Panama đó, cái thời nập đó, là hoàn toàn nằm ở trong sự quản trị của nước Mỹ. Và nó thành lập như vậy rồi, nó tràn ra khắp nơi, nó đi thu vén khắp nơi, nhất là ở những anh nào, chỗ nào độc tài, chỗ tham nhũng. Và không phải chỉ độc tài tham nhũng thôi, rửa tiền gọi là bán thuốc phiện, buôn lậu, tất cả những cái tiền gì có thể anh gửi từ tiền mà bẩn nó ra tiền sạch. Đó là vấn đề đặt ra, còn anh trốn thuế cũng gửi sang đó. Thì vấn đề đặt ra là nó phải có một hệ thống lớn lắm. Và đến thời kỳ tung ra là khi mà ông Putin, đến thời kỳ ông Putin làm trời mất rồi đó, thì bây giờ người ta tung ra để làm cho anh mất uy tín. Còn Tập Cận Bình đã hổ dẹt rồi, thì giờ này anh gương cương với Mỹ ở Biển Đông. Anh không cần Mỹ, anh không được phép anh vào Hoàng Sa, Trường Sa của tôi. Mấy cái đòn này cũng... phạt bạt tay. Thử anh xem anh có chịu được không. Thì bây giờ đó, Putin thành lập vệ và tập cái gì, tức là vệ binh, tức là quân bảo vệ cho anh ấy. Thì thành lập hệ thống bảo vệ để sợ bọn đảo chính ở kia. Và Tập Cận Bình thì không cho tất cả những cái website gì và cái đó chặn hết, không nhận vào. Tức là cay sợ quá rồi. Và nó thật cái nỗi mà ông thủ tướng băng đảo thấy rằng đúng quá thôi, phải tạm thời tạm từ chức, tạm nghỉ việc. Thì không có chối được. Vấn đề đặt ra nó thật đến 100%. Trong những ngày tháng sắp tới, khi mà người ta đã phanh phui ra những việc này, thì những cái tài sản đó liệu là ai sẽ là người quản lý thưa ông? Các chính, các nước của anh, các quốc gia mà anh chủ sở hữu, anh là nước chủ sở hữu thì nó sẽ quản lý cái đó. Tức là nó có quyền, nó sẽ là khóa những cái tài khoản đó. Tức là bây giờ đó, đầu tiên cái siêu quyền lực tức là của Hoa Kỳ đó, họ có quyền làm việc đó. Họ có quyền ra lệnh để mà các nhà băng không được phép làm nữa. Thứ nhất, vì từ xưa tới nay đó, các nhà băng, cái nhà băng Thụy Sĩ đó, thì gửi tiền đó người giữ bí mật cho các cái thân chủ, không cho tiết lộ ra. Nhưng mà sau này nó vào hệ thống quốc tế rồi thì bắt đầu hòa bình minh bạch, nó được vào. Thành ra không che giấu được cho các cái số tiền khổng lồ tham nhũng. Thì bây giờ làm sao bây giờ đây? Phải tìm các cách cho nó mở ra. Vậy thì mình mở ra cái bẫy lớn mà cho anh chui vào. Bây giờ anh chui vào rồi đó, đến lúc cần thiết thì tôi tung ra. Đó là vấn đề đặt ra, là mà tôi cho nó nặng nề hơn là nguyên tử nổ. Nó ảnh hưởng rất là nhiều cái nước, mà ngay cả những cái nước như là Trung Cộng và Nga cũng là ảnh hưởng. Nhất là hai anh đó. Thứ nhất là hai anh đó. Thứ nhất là ông Putin vướng vào 2 tỷ đô la do một ông bạn thân khu từ nhỏ tới lớn đó, là ông nhạc sĩ nghèo rất bùng tơi ra đâu mà có 2 tỷ. Thế mà làm chủ cái công ty có 2 tỷ. Mà là bố nuôi của con gái ông Putin. Thì tôi bảo thì chỉ có ông Putin mới làm việc đó thôi, chứ bây giờ sao có ai mà làm có tiền hơn nữa. Ông nhạc sĩ thì khổ ra châu Âu mới sao lắm. Còn Tập Cận Bình là em rể Tập Cận Bình có cái công ty ở đó và quản lý đến 700 triệu. Một cái điều đặc biệt là không có một cái người nào ở Hoa Kỳ dính líu. Hoa Kỳ không có, tuyệt đối không có. Mà mày lọt vào các Việt Nam ở bên Canada, thì anh Rick Nguyễn gì đó, anh lọt vào anh đó, mà 32 tuổi thôi. Vì anh cũng là một cái tay chạy gờ chạy gió thôi. Vấn đề đặt ra là chúng ta thấy rằng đây là một vấn đề lớn, mà nó tầm thay khui hết tất cả ra. Có lẽ là nó làm cho thế giới mở mắt và
không tin tưởng bất cứ một cái nhà độc tài nào nữa. Yeah. Anh nói rằng tôi vì dân vì nước láo hết. Cái thưa quý vị, thì trong những ngày sáng sắp tới chúng ta thấy là cái với một cái tài liệu một cái khổng lồ hơn 11 triệu những cái trang tài liệu thì chắc chắn sẽ có nhiều việc sẽ được tiếp tục đưa ra ánh sáng. Chúng tôi xin tạm phép được ngưng trình ở đây để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay.